Nga phản công ở Kerch, Kiev sập bẫy tại Kharkov. EU tăng cường viện trợ, quyết thực hiện lời hứa với Ukraine. Ông Trump đưa ra đề cử bất ngờ về Bộ trưởng Quốc phòng. Tỷ phú Elon Musk sẽ lãnh đạo bộ lạc của Mỹ. Houthi tuyên bố dội tên lửa tàu sân bay Mỹ. Kính chào quý vị khán giả, những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Nga phản công ở Kerch, Kiev sập bẫy tại Kharkov. Hãng Reuters dẫn lời Ukraine cho biết quân đội của họ đang chịu áp lực nặng nề bởi Kerch, đồng thời phải cố gắng tăng viện trợ cho hai mặt trận bị bao vây ở phía đông và chuẩn bị ứng phó với một cuộc tấn công trên bộ ở phía nam. Cuộc giao tranh leo thang dọc tuyến đầu dài hơn 1.000 km đang kéo căng quân số vốn ít ỏi của Ukraine vào thời điểm quan trọng. Sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ, triển vọng về các cuộc đàm phán tiềm tàng với Nga đang được nhắc đến. Tướng Oleksandr Sersky, chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, ông đã tới mặt trận ở khu vực Kerch của Nga. Lực lượng Nga đang cố gắng đánh bật quân đội của chúng tôi và tiến sâu vào lãnh thổ mà chúng tôi kiểm soát, ông Sersky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Theo phía Ukraine, Nga đã triển khai 11.000 quân nhân Triều Tiên đến khu vực Kerch và họ đã tham gia vào các cuộc đụng độ, đồng thời kêu gọi phương Tây phản ứng mạnh mẽ. Một số nhà phân tích quân sự Mỹ đặt câu hỏi về lý do Ukraine tiến hành chiến dịch ở Kerch, góp phần kéo dài tuyến đầu, tạo thêm căng thẳng cho Kiev. Tướng Sersky giải thích chiến dịch ở Kerch đã thu hút lực lượng Nga và giải tỏa áp lực cho một số tiền đồn quan trọng ở phía đông, nơi Nga giành được lợi thế nhanh nhất kể từ năm 2022. Hàng chục ngàn người từ các đơn vị xung kích giỏi nhất của Nga sẽ tấn công các vị trí của chúng tôi theo các hướng Porov, Kharkov hoặc Torez. Điều này làm tình hình ở mặt trận trở nên tồi tệ hơn đáng kể, ông Sersky nói. Nga quyết đánh lớn giành lại Kerch. Theo đài CNN, quan chức Mỹ giấu tên cho biết việc tập hợp lực lượng của quân đội Nga, Triều Tiên nhằm tấn công vào các vị trí mà quân đội Ukraine đang đóng ở vùng Kerch của Nga. Phát ngôn được đưa ra hôm 10 tháng 11, đồng thời cho biết chiến dịch từ lực lượng nói trên dự kiến diễn ra trong những ngày tới. Trong khi đó, tờ New York Times đưa tin vào cùng ngày rằng khoảng 50.000 quân Nga và Triều Tiên sẽ tham gia vào cuộc tấn công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 7 tháng 11 cũng cho biết có khoảng 11.000 binh lính Triều Tiên đang ở vùng Kerch, nơi cuộc tấn công kéo dài 3 tháng của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã bị đình trệ. CNN đã liên hệ với chính phủ Ukraine để xin bình luận. Một chỉ huy người Ukraine nói với CNN vào ngày 11 tháng 11 rằng quân đội Triều Tiên đang tham gia vào các hoạt động đối đầu trực tiếp ở Kerch, cũng như các hoạt động phòng thủ ở khu vực Belgorod, lân cận của Nga và các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Vị chỉ huy giấu tên cũng cho biết trong số các nhân sự có lính pháo binh và lính bắn tỉa chuyên nghiệp với quy mô tương đương 3 lữ đoàn. Ông nói thêm rằng quân đội Triều Tiên là nguồn lực quan trọng đối với Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, vì ngay cả những lực lượng được triển khai để phòng thủ cũng sẽ góp phần giúp quân đội Nga tập trung cho các hoạt động tấn công ở nơi khác. Các báo cáo về việc Triều Tiên gửi quân đến Nga bắt đầu xuất hiện vào tháng trước, mặc dù cả hai nước đều bác bỏ vào thời điểm đó. Triều Tiên có một trong những lực lượng quân đội lớn nhất thế giới, với 1,2 triệu binh lính, nhưng phương Tây cho rằng hầu hết họ đều thiếu kinh nghiệm đối đầu trực tiếp. Về phía Ukraine, các cuộc tấn công vào Kerch của nước này đã không ngăn được Nga tiến quân đều đặn vào miền đông Ukraine, nơi Tổng tư lệnh Ukraine cảnh báo về một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của Nga kể từ đầu cuộc xung đột. Theo người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, Moscow cũng đang liên tục tiến hành các đợt tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào các thành phố của Ukraine. Nhiều máy bay không người lái, mồi bẫy không có đầu đạn cũng song hành trong các hoạt động này nhằm áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine. Hãng Reuters dẫn nguồn tin hôm 10 tháng 11 cho biết hai ông Trump và Putin đã nói chuyện trong những ngày gần đây. Giám đốc truyền thông của ông Trump, Stephen Cheung, trả lời khi được hỏi về cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin, được tờ Washington Post đưa tin đầu tiên. Chúng tôi không bình luận về những cuộc gọi cá nhân giữa ông Trump và các nhà lãnh đạo thế giới khác. Đại sứ quán Nga tại Washington chưa phản hồi về thông tin trên. Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay họ không được thông báo trước về cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin. Hôm 6 tháng 11, ông Trump đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong lúc tranh cử, ông chỉ trích quy mô hỗ trợ tài chính và quân sự của Mỹ cho Kiev, đồng thời tuyên bố sẽ nhanh chóng kết thúc chiến sự tại Ukraine mà không nói rõ bằng cách nào.
Ông Trump dự kiến nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, sau khi chiến thắng trước Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 5 tháng 11. Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden đã mời ông Trump đến phòng bầu dục vào ngày 13 tháng 11. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng thông điệp hàng đầu của ông Biden là cam kết đảm bảo chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, đồng thời sẽ nói chuyện với ông Trump về những gì đang xảy ra ở châu Âu, châu Á và Trung Đông. Tổng thống Biden sẽ có cơ hội trong 70 ngày tới để thuyết phục quốc hội và chính quyền sắp tới rằng Mỹ không nên bỏ rơi Ukraine vì điều đó đồng nghĩa với việc gây ra bất ổn hơn ở châu Âu, cố vấn Sullivan nói với đài CBS. Khi được hỏi liệu Tổng thống Biden có yêu cầu quốc hội thông qua luật để cấp thêm tài trợ cho Ukraine hay không, cố vấn Sullivan trả lời: "Tôi không ở đây để đưa ra một đề xuất lập pháp cụ thể. Tổng thống Biden đưa ra quan điểm rằng chúng tôi thực sự cần các nguồn lực liên tục cho Ukraine sau khi kết thúc nhiệm kỳ của ông ấy." Hồi năm ngoái, ông Trump khẳng định Tổng thống Putin sẽ không bao giờ tấn công Ukraine nếu ông ở Nhà Trắng vào thời điểm đó. Ông nói với Reuters, Ukraine có thể phải nhượng lại lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình. Trong khi đó, ông Zelensky hôm 7 tháng 11 xác nhận ông không biết bất kỳ chi tiết nào về kế hoạch của ông Trump nhằm chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột tại Ukraine và tin rằng việc kết thúc nhanh chóng đó sẽ kéo theo những nhượng bộ lớn của Kiev. Nga cho rằng chiến sự không thể kết thúc cho đến khi các vùng lãnh thổ mà nước này đơn phương sáp nhập ở Ukraine được công nhận. Ngược lại, Ukraine yêu cầu trả lại toàn bộ lãnh thổ của mình, quan điểm được các đồng minh phương Tây ủng hộ. Tờ Wall Street Journal hôm 9 tháng 11 dẫn lời quan chức cấp cao Mỹ cho hay, bên cạnh tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống Patriot, tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia, NASAMS cũng được chuyển tới Kiev. Nếu đúng vậy, việc chuyển giao diễn ra trong bối cảnh chính quyền ông Biden đang có kế hoạch gấp rút chuyển giao số tiền viện trợ quân sự còn lại, khoảng 7 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trước lễ nhậm chức của ông Donald Trump vào tháng 1 năm 2025. Số vũ khí này dự kiến được chuyển đến trong những tuần tới sẽ đáp ứng nhu cầu phòng không của Ukraine trong khoảng thời gian còn lại của năm 2024. Không có thông tin chi tiết về số lượng tên lửa đánh chặn của từng loại sẽ được cung cấp. Hai quan chức chính quyền, ông Biden trước đó nói với Politico hôm 7 tháng 11 rằng Nhà Trắng có kế hoạch đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí do lo ngại chính quyền ông Trump trong tương lai sẽ ngăn các lô hàng vũ khí trước khi chúng được chuyển đến Kiev. EU tăng cường viện trợ, quyết thực hiện lời hứa với Ukraine. Theo RBC Ukraine, hôm 11 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Joseph Borrell cho biết EU đã cung cấp cho Ukraine hơn 980.000 viên đạn và sẽ sớm đạt được mốc 1 triệu quả đạn pháo mỗi năm như lời hứa trước đó. Mặc dù vậy, kế hoạch ban đầu là đạt mục tiêu này vào mùa xuân năm 2024 đã không đạt được vì một số thách thức. Ông Borrell nhìn nhận điều đó và cho biết EU đã tăng tốc đáng kể cho mục đích này. Cũng theo nhà ngoại giao hàng đầu của EU, ngoài nguồn cung cấp chính này, Ukraine còn nhận được một lượng đạn dược đáng kể theo các thỏa thuận song phương với từng quốc gia thành viên EU, cũng như thông qua sáng kiến của Séc. Dù tiến triển chậm hơn dự kiến, nhưng đây vẫn là một thành phần quan trọng của viện trợ. Tất cả các nguồn này sẽ nâng tổng số viên đạn mà Ukraine nhận được cho đến cuối năm nay lên tới con số 1,5 triệu. Về kế hoạch cho năm tới, ông Borrell đảm bảo rằng EU sẵn sàng hỗ trợ Ukraine bằng nguồn cung cấp ổn định. Ông giải thích thêm, những thách thức của năm nay không chỉ nằm ở việc chuyển giao lượng hàng tồn kho hiện có, mà còn ở năng lực sản xuất, điều mà EU đã không tính toán đầy đủ khi đặt ra mục tiêu ban đầu. Cụ thể hơn, hồi tháng 3 năm 2023, các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao EU đã nhất trí về một kế hoạch mua sắm đạn dược chung nhằm cung cấp cho Ukraine 1 triệu viên đạn trong vòng một năm. Đại diện của 7 quốc gia đã tham gia thảo luận về kế hoạch này. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2023, EU tuyên bố rằng có khả năng họ sẽ không thể thực hiện đầy đủ kế hoạch theo hạn định là tháng 3 năm 2024. Mặc dù Ủy viên châu Âu phụ trách thị trường nội bộ Thierry Breton cho biết các công ty quốc phòng EU dự kiến có thể sản xuất hơn 1 triệu quả đạn pháo vào mùa xuân năm 2024, EU vẫn không thể giao hàng đúng hạn. Cùng ngày 11 tháng 11, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cảnh báo Nga có thể tận dụng thời kỳ chuyển tiếp sau cuộc bầu cử Mỹ, vì vậy các đồng minh của Ukraine không thể dừng lại và phải hành động ngay bây giờ. Chúng ta không có thời gian để chờ đến mùa xuân, bà Baerbock nói, bổ sung rằng đây là giai đoạn chuyển tiếp mà Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn mong đợi sau kết quả bầu cử Mỹ. Bà Baerbock cho rằng cuộc xung đột đã đạt đến một giai đoạn mới, xung đột trên không toàn diện. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức kỳ vọng nước này có thể tăng chi tiêu ngân sách để hỗ trợ Ukraine, ít nhất là đáp ứng các nhu cầu cơ bản về quốc phòng của Ukraine, đặc biệt là khả năng phòng không nhằm chống lại máy bay không người lái.
ông Trump đưa ra đề cử bất ngờ về Bộ trưởng Quốc phòng. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cho biết ông đã chọn một người dẫn chương trình của Fox News làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ sắp tới. Theo Reuters, ông Trump ca ngợi người dẫn chương trình của Fox News Channel, Pete Hegseth, cứng rắn, thông minh và là người thực sự tin tưởng vào chủ trương nước Mỹ trên hết. Ông Hegseth là cựu chiến binh của lực lượng vệ binh quốc gia lục quân và theo trang web của ông đã phục vụ ở Afghanistan, Iraq và vịnh Guantanamo, Cuba. Ông Hegseth cho biết bản thân đã rời quân đội vào năm 2021 sau khi bị lực lượng này coi là một kẻ cực đoan vì họ không muốn ông ở lại nữa. Tôi cũng có cảm giác tương tự, tôi cũng không muốn đội quân này nữa. Ông Hegseth nói trong cuốn sách The War on Warriors, Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free. Tạm dịch, cuộc chiến chống lại các chiến binh đằng sau sự phản bội của những người giữ chúng ta tự do. Lầu Năm Góc trước đó cũng bày tỏ sự lo ngại rằng ông Trump muốn loại bỏ các sĩ quan quân đội và công chức mà ông cho là không trung thành. Ông Trump đã được Fox News hỏi vào đầu tháng 6 rằng liệu ông có sa thải các vị tướng được mô tả là thức tỉnh hay không. Một thuật ngữ chỉ những người tập trung vào công lý xã hội và chủng tộc nhưng lại bị phe bảo thủ chỉ trích. Ông Trump trả lời rằng ông muốn họ chia sẻ một hệ thống huấn luyện cơ bản với những người Mỹ sáng suốt. Các cựu tướng lĩnh và bộ trưởng quốc phòng Mỹ dưới thời ông Trump nằm trong số những người chỉ trích ông gay gắt nhất. Một số người tuyên bố ông không đủ tư cách để giữ chức vụ. Vì tức giận, ông Trump gợi ý về những hình phạt nặng nề nhất đối với cựu chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mark Milley. Ông Donald Trump nhanh chóng công bố những nhân sự đầu tiên, bổ nhiệm người trung thành vào một số vị trí quan trọng vài ngày sau khi đắc cử. Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn ông Tom Homan, cựu quyền giám đốc cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ dưới thời mình trong nhiệm kỳ đầu, phụ trách mọi vấn đề về biên giới, bao gồm cả việc trục xuất người di cư vào Mỹ bất hợp pháp. Trong tuyên bố vào ngày 11 tháng 11, ông Tom Homan cho biết sẽ ưu tiên trục xuất người di cư vào Mỹ bất hợp pháp và bị coi là mối đe dọa cho an ninh và sự an toàn của người dân Mỹ. Tôi phải quay lại và giúp đỡ vì mỗi sáng thức dậy, tôi đều tức giận về những gì chính quyền của ông Joe Biden xử lý trong vấn đề an ninh biên giới. Vì vậy, tôi sẽ quay lại và làm những gì có thể, bất chấp mọi khó khăn. Ông Tom Homan nói trong chương trình Fox and Friends vào ngày 11 tháng 11, chỉ vài giờ sau khi ông Trump công bố lựa chọn của mình trên nền tảng Truth Social. Theo đài CNN, cùng ngày 11 tháng 11, ông Trump chọn hạ nghị sĩ Elise Stefanik, 40 tuổi, là đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Ông Trump ca ngợi, bà sẽ là một đại sứ tuyệt vời tại Liên Hiệp Quốc, mang lại hòa bình thông qua sức mạnh và các chính sách an ninh quốc gia nước Mỹ trên hết. Tỷ phú Elon Musk sẽ lãnh đạo bộ lạ của nước Mỹ. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã công bố tỷ phú Elon Musk và doanh nhân Vivek Ramaswamy sẽ lãnh đạo một bộ mới có tên là Bộ Hiệu quả Chính phủ. Ông Trump tiếp tục công bố nhân sự chủ chốt của chính quyền tương lai với tốc độ chóng mặt. Tối 12 tháng 11 giờ Mỹ, Tổng thống đắc cử Mỹ công bố đề cử CEO SpaceX và Tesla Elon Musk và doanh nhân công nghệ sinh học Vivek Ramaswamy đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ. Trong một tuyên bố, ông Trump đã ví nỗ lực này như dự án Manhattan chế tạo bom nguyên tử và trích lời tỷ phú Musk, 53 tuổi, nói rằng điều này sẽ gây chấn động toàn hệ thống và bất kỳ ai liên quan đến lãng phí của chính phủ, tức là rất nhiều người. Vị tổng thống đắc cử 78 tuổi nói thêm, hai người Mỹ tuyệt vời này sẽ cùng nhau mở đường cho chính quyền của tôi, phá bỏ bộ máy quan liêu chính phủ, cắt giảm các quy định dư thừa, cắt giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang, yếu tố thiết yếu cho phong trào cứu nước Mỹ. Tỷ phú Elon Musk với túi tiền không đáy của mình đã đóng góp rất nhiều cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của ứng viên Donald Trump. Còn doanh nhân Ramaswamy từng tranh đua đề cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa với ông Trump, nhưng thất bại. Một nguồn tin thân cận với nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump hôm 12 tháng 11 đã nói với tờ New York Post rằng ông Ramaswamy đã ở bên tỷ phú Elon Musk suốt tuần kể từ khi ông Trump đánh bại Phó Tổng thống Kamala Harris để thẳng đường thành Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ.
Tổng thống đắc cử Donald Trump cho tới thời điểm này công bố nhiều nhân vật chủ chốt cho chính quyền tương lai như Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao, An ninh nội địa hay Chánh văn phòng Nhà Trắng. Houthi tuyên bố dội tên lửa tàu sân bay Mỹ. Người phát ngôn lực lượng Houthi Yahya Sari cho biết nhóm này đã tấn công tên lửa vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở biển Ả Rập hôm 12 tháng 11. Theo tuyên bố của Houthi được đăng tải trên mạng xã hội X, các cuộc tấn công này sử dụng một số tên lửa hành trình và máy bay không người lái, diễn ra trong khi Mỹ đang chuẩn bị thực hiện các hành động thù địch nhắm vào Yemen. Ông Sari cho biết một cuộc tấn công thứ hai đã nhắm vào hai tàu khu trục của Mỹ ở Biển Đỏ. Theo đài RT, ông Sari nói, Houthi đã đạt được mục tiêu và cuộc không kích của lực lượng Mỹ bị ngăn chặn. Ông nói thêm rằng hai hoạt động này kéo dài 8 giờ. Sau những leo thang gần đây giữa Hezbollah và Israel, Houthi đã thêm danh sách các yêu cầu của họ là chấm dứt hành động tấn công của Israel đối với Lebanon. Họ cũng đổ lỗi cho Mỹ và Anh đã biến Biển Đỏ thành một khu vực căng thẳng quân sự và gây ra hậu quả sau đó đối với các hoạt động hàng hải. Hải quân Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến vụ tấn công, được cho là nhằm vào tàu của họ. Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ Yemen cho hay ít nhất 10 người Houthi thiệt mạng trong hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác nhau của Mỹ tại tỉnh Al-Baida. Trong diễn biến liên quan, Lầu Năm Góc cho biết các tàu chiến của Mỹ đã bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa của Houthi khi bay qua eo biển Bab al-Mandab. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Patrick Ryder hôm 11 tháng 11 cho rằng hai tàu chiến của Mỹ bị tấn công bởi ít nhất 8 máy bay không người lái, 5 tên lửa đạn đạo chống hạm và 3 tên lửa hành trình chống hạm. Tàu chiến Mỹ đã hạ những tên lửa này và không bị thiệt hại. Trước đó, vào ngày 20 tháng 7, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết các máy bay chiến đấu đã tấn công các mục tiêu quân sự của Houthi trong khu vực cảng Hodeidah của Yemen, đánh dấu lần đầu tiên Israel tấn công trực diện nhóm Houthi. Bình luận về cuộc tấn công, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ, cuộc không kích là nhằm đáp trả cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Houthi vào thành phố Tel Aviv hôm 19 tháng 7, khiến một dân thường thiệt mạng. Thủ tướng Netanyahu khẳng định Hodeidah không phải là một cảng vô tội. Ông Netanyahu cáo buộc Hodeidah được lực lượng Houthi dùng để nhận vũ khí từ Iran cũng như để tấn công hoạt động vận chuyển hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ. Ông Netanyahu nhận xét hoạt động tấn công các mục tiêu cách biên giới Israel 1.800 km đã cho kẻ thù Israel thấy nước này rất nghiêm túc trong việc đáp trả các mối đe dọa. Theo các quan chức Israel, đây là lần đầu tiên Israel tấn công vào Yemen. Mới đây, Israel đã loại bỏ thủ lĩnh Yahya Sinwar của Hamas và Hassan Nasrallah của Hezbollah, khiến cả hai nhóm vũ trang này suy yếu trong ngắn hạn. Tình hình hiện nay lại tạo cơ hội cho lực lượng Houthi ở Yemen và lãnh đạo của họ, Abdul Malik al-Houthi, tiếp cận một vai trò mới và nổi bật hơn trong trục kháng cự của Iran. Khi vai trò của Houthi quan trọng hơn, Tehran có thể ưu tiên cung cấp cho nhóm này vũ khí tiên tiến và các linh kiện vũ khí để thực hiện các cuộc tấn công vượt biển chính xác và gây thiệt hại nặng nề hơn nhằm vào lãnh thổ Israel. Những mối đe dọa liên tục từ Houthi đối với lãnh thổ Israel và giao thông hàng hải quốc tế có thể khiến lực lượng phòng vệ Israel IDF chuyển hướng hoạt động sang Yemen. Nhắm vào các thành viên cấp cao của Houthi không chỉ làm suy yếu nhóm này mà còn làm khủng hoảng lan rộng trong mạng lưới đồng minh của Iran, theo bà Emily Milliken, giám đốc điều hành truyền thông của sáng kiến N7 thuộc các chương trình Trung Đông của Hội đồng Đại Tây Dương. Trong ngày 20 tháng 10, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar sẽ không ngăn được trục kháng cự và Hamas sẽ tiếp tục tồn tại. Trước đó, theo đài Al Jazeera, Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh nước này mạnh mẽ lên án vụ giết hại ông Sinwar. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng phản ứng của Tehran không mạnh mẽ như với vụ giết hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Nguyên nhân là mặc dù Iran coi Hamas là đồng minh và là một phần trong trục kháng cự, song Hamas không phải là tổ chức do Iran góp phần tạo ra như Hezbollah. Ngoài ra, ông Mark Enkast, nghiên cứu viên cấp cao của các chương trình Trung Đông thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định ngay cả Iran và Hezbollah cũng có thể muốn một lệnh ngừng bắn ở dải Gaza sau cái chết của ông Sinwar.
ít nhất là để giảm bớt xung đột của chính họ với Israel. Dù vậy, cái chết của ông Sinhua hầu như chắc chắn sẽ không khiến Israel thay đổi quyết định trả đũa Iran sau cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào ngày 1 tháng 10 từ Tehran. Bởi lẽ, theo ông Jonathan Pinakov, Giám đốc Sáng kiến An ninh Trung Đông Scoprop của Hội đồng Đại Tây Dương, điều quan trọng nhất lúc này với Israel là tái lập khả năng răn đe. Israel tấn công cảng Yemen tiếp tục không kích Lebanon. Israel cho biết họ đã ném bom các mục tiêu của Houthi ở Yemen và tiến hành thêm các cuộc không kích ở Lebanon vào hôm 29 tháng 9. Hãng Reuters đưa tin, Israel đã mở rộng cuộc đối đầu với các đồng minh của Iran trong khu vực. Hai ngày sau khi sát hại thủ lĩnh Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah, Israel tuyên bố cuộc không kích vào cảng Hodeidah của Yemen là phản ứng đáp lại các cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi nhằm vào Israel trong những ngày gần đây. Israel cũng nhắm mục tiêu nhiều hơn ở Lebanon, bao gồm các bệ phóng rocket và kho vũ khí, đồng thời thông báo đánh chặn 8 quả đạn từ hướng Lebanon và một quả đạn từ Biển Đỏ. Tham mưu trưởng quân đội Israel Hezi Halevi nói, chúng ta cần tiếp tục tấn công mạnh vào Hezbollah. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant nhấn mạnh, thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng. Đối với chúng tôi, không có nơi nào là quá xa. Máy bay không người lái của Israel được nhìn thấy bay lượn trên bầu trời thủ đô Beirut, Lebanon suốt đêm và hầu hết ngày 29 tháng 9. Một nhân chứng nói với đài Sputnik ngày 30 tháng 9 rằng không quân Israel đã tấn công một tòa nhà ở thủ đô Beirut, lần đầu tiên kể từ khi xung đột leo thang. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã xác nhận họ đang tấn công các mục tiêu Hezbollah ở thung lũng Beka, cách Beirut khoảng 56 km về phía đông bắc. Mỹ đã kêu gọi một giải pháp ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột ở Lebanon. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tại Iran, các nhân vật cấp cao đã bày tỏ lòng thương tiếc về cái chết của một thành viên vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, bị hạ sát cùng với các thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah. Tehran kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp về hành động của Israel. Các nguồn tin nói với Reuters rằng lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã được chuyển đến một địa điểm an toàn ở Iran sau vụ ông Nasrallah bị hạ sát. Reuters dẫn một nguồn tin y tế và an ninh tiết lộ thi thể ông Nasrallah đã được tìm thấy nguyên vẹn. Hezbollah chưa cho biết khi nào sẽ tổ chức tang lễ cho cố thủ lĩnh của họ. Các nhà quan sát cũng đang theo dõi xem Iran sẽ đáp trả Israel như thế nào sau những thiệt hại nặng nề của Hezbollah, nhóm được Tehran hậu thuẫn. Trước mắt, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeed Iravani vào hôm 28 tháng 9 đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để lên án các hành động của Israel. Ông Iravani cũng kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an hành động ngay lập tức và quyết liệt để ngăn chặn Israel đẩy toàn bộ khu vực Trung Đông vào một thảm họa toàn diện. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, theo đài Al Jazeera, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Khamenei đã cảnh báo Israel phải hối tiếc về những hành động của mình dù không kêu gọi trả thù. Một số chuyên gia lưu ý, Iran cho đến giờ vẫn chưa có phản ứng mạnh với vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở thủ đô Tehran hồi tháng 7, cũng như một loạt vụ nổ máy nhắn tin, máy bộ đàm ở Lebanon gần đây. Ông James Dorsey, chuyên gia tại trường nghiên cứu quốc tế S. Charatnam, Singapore cho rằng Iran đang ở trong tình thế khó xử. Tehran muốn xây dựng lại các mối quan hệ để giảm bớt tác động từ các biện pháp trừng phạt, nhưng đồng thời cũng không muốn bị xem là yếu kém, đặc biệt là từ phía đồng minh, nếu không có phản ứng. Theo ông Dorsey, không dễ để Iran lựa chọn phản ứng, sao cho không dẫn đến leo thang căng thẳng, nhất là khi cả Tehran và Hezbollah đều không muốn cuộc chiến toàn diện với Israel. Về phía Israel, có ý kiến cho rằng nước này sẽ có thể tiếp tục tấn công giới lãnh đạo tiếp theo của Hezbollah và tập trung vào việc phá hủy kho vũ khí của nhóm. Tuy nhiên, ông Nestorovic nhận định Israel có thể đạt được mục tiêu làm suy yếu năng lực chỉ huy của Hezbollah, nên nhiều khả năng xem xét thương lượng với lãnh đạo mới của Hezbollah. Theo chuyên trang Nestorovic, nếu Israel có thể đạt được thỏa thuận nào đó với Hezbollah về việc nhóm này tấn công vào miền Bắc Israel, đụng độ giữa hai bên sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào việc lãnh đạo mới của Hezbollah có hướng tiếp cận thế nào và liệu hai bên có sẵn sàng thương thảo hay không. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.